đây là một phần của sóc Tommy Lon đang chụp ảnh từ xưởng cho anh Gạo. Ui, trời đẹp quá Gạo. Đây, một cho tí hiền màu tím nó đẹp hơn. Tí cho hiền đến màu tím nè. Rồi rồi rồi. Chụp lại. Để chụp đi mới đẹp được mình. Một hai. Rồi, mặt được. Rồi, chụp. À, cho chụp một phối gọi là chanh dạng bò chụp có chanh đi. Chưa? Tập thương thì nhanh. Đây là một phần của cố sóc Tommy Lon. Mình có thể rửa mãi ngay bây giờ nhưng mà thôi từ từ đã. Đây là thỉnh sĩ. Thỉnh đang tản tình hướng. Chúng tôi đang xuống gá tàu để về. Thịnh chuyển được thì ok. 3577 vậy nha. Mình đi ngọt phải tính nó biết đấy, ngọt phải tính cái sổ bảng sẵn thôi anh.